Mới đây, mạng xã hội lại xôn xao lan truyền một đoạn clip ghi lại tình huống một tài xế xe ôm công nghệ trộm bao gạo của người bán hàng rong bên đường, rồi phóng xe mất hút. Cùng vất vả mưu sinh như nhau, nhưng mà tại sao anh ấy lại làm như vậy? Hãy cùng theo dõi nhé! Đoạn clip trên được đăng tải kèm theo nội dung: một người thì bươn chải buôn bán vật vả vỉa hè từ quả trứng, mớ rau, cân gạo; một người thì chạy Grab kiếm sống. Chẳng lẽ anh Grab không hiểu được cuộc sống của họ cũng vất vả như anh để mưu sinh kiếm tiền nuôi con mà anh nỡ lấy trộm của người ta như thế? Bao tải gạo và một túi bóng đổ xanh. Thời điểm này, một tài xế xe ôm trong màu áo của hãng Grab đã dừng xe máy sát vỉa hè rồi giơ điện thoại lên tai. Sau một hồi nghe ngóng và nhìn ngang liếc dọc, tài xế này đã bê ngay một bao gạo đặt trên vỉa hè rồi khệ nệ đặt lên xe của mình. Xong xuôi, anh ta vội vã lái xe đi mất. Toàn bộ quá trình lấy bao gạo chỉ kéo dài trong vài giây. Được biết, sự việc xảy ra trên đường Lý Nam Đế, Hà Nội.